Từ thực tế, trong thời gian vừa qua đã có một số trường hợp lái xe dương tính với SARS-CoV-2, thậm chí là làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, cho thấy cần phải kiểm soát chặt chẽ các lái xe và người đi từ vùng dịch về tỉnh. Tuy nhiên, tại một số bến phà trên địa bàn huyện Khoái Châu, huyện Văn Giang, xem ra công tác này vẫn chưa được coi trọng. Theo quan sát của phóng viên, buổi sáng ngày 22 tháng 7, tại 4 bến đò ngang sông Hồng là bến đò Phương Trù, xã Tứ Dân, bến đò xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, bến đò Dương, xã Thắng Lợi và bến đò xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tất cả đều không có chốt kiểm soát. Vì thế, người và các phương tiện qua đây vào tỉnh rất thoải mái, thậm chí cả những xe taxi mà không có sự kiểm tra, kiểm soát nào. Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, ai dám chắc những người và phương tiện đi vào tỉnh qua đường thủy là an toàn? Minh chứng là ngày 19 tháng 7 vừa qua, đã có một trường hợp lái xe từ Hà Nội qua tỉnh Hưng Yên, sau đó đến bệnh viện Hưng Hà test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, tại cái bến đò này, hàng ngày vẫn có hàng trăm lượt người và các phương tiện qua đây vào tỉnh, trong đó nhiều xe mang biển kiểm soát tỉnh có dịch. Vì thế, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, hạn chế thấp nhất việc dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, các địa phương cần triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, nâng cao hơn nữa công tác kiểm soát để phòng chống dịch.